Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, đến với chương mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện thuộc thể loại tâm lý xã hội và ngôn tình rất hay, có tựa đề Chồng Hờ. Ngay sau đây thì quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh sau khi nghe xong truyện để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là ekip của chương trình. Và cũng để quý vị cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa. Xin thay mặt chương trình gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện Chồng Hờ. Chiều muộn, tiệm trà bánh cũng bắt đầu có nhiều khách hơn. Với những người thảnh thơi và có tiền của dư giả thì chiều tà là khoảng thời gian đẹp nhất để ngồi lê la trong một quán trà và buôn chuyện. Nhưng với những người như Hồng thì không, cô không có thời gian. Hồng xếp gọn lại mấy thùng đồ mới được chuyển đến và kiểm lại hàng trong kho. Đang bước vào, cái chuông cửa được reo lên. Hồng tưởng có khách tới, vội vàng ngẩng đầu lên và chẳng may cọc đầu vào cái tủ sắt. Cô ôm lấy đầu, nhăn nhó vì đau điếng người. Đang vội bước đến chỗ cô, vươn tay ra xoa đầu cho cô, miệng thì không ngừng trách móc. Cẩn thận chứ, sao cô cứ lóng ngóng vậy? Hồng cười gượng, cô lùi lại phía sau, rõ ràng là không muốn nhận lấy sự quan tâm của Đăng. Cô thấy rõ ràng anh dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt. Tất nhiên là chẳng có người đàn ông nào tự dưng để đối tốt với một cô gái khác như vậy, nếu không vì một mục đích nào đó, mà nói thẳng ra là vì tình cảm riêng tư. Đã rất nhiều lần Đăng bày tỏ ý muốn cùng cô nói chuyện tình yêu, nhưng cô vẫn luôn từ chối. Không phải là vì Hồng không muốn được yêu, mà bởi vì cô có lý do riêng. Đăng vẫn rất tôn trọng cô, cho nên anh không hỏi. Xin lỗi, cứ để anh phải lo lắng. Xin đừng nghĩ quá đi thế, tôi chỉ lo lắng cho mấy món đồ của mình thôi. Đăng biết rằng Hồng không có ý gì với mình, cũng muốn né tránh tình cảm của mình. Vì vậy, anh cố gắng không để cho cô phải rơi vào tình huống ngượng ngùng. Tuy nhiên, những hành động bộc phát như lúc nãy thì không phải lúc nào cũng kìm nén được. À, cũng gần đến giờ đón bé Bin rồi đấy. Cô mau về đi không có muộn. Chỗ còn lại tôi sẽ kiểm nốt và nhập kho. Hồng tần ngần đứng đó. Cảm thấy anh ấy vì ngày nào cũng đến muộn hơn mọi người và tan làm sớm. Đang vỗ vai cô. Không có gì, cứ về đi, đừng ngại như vậy. Cô là trường hợp đặc biệt mà. Vậy thì cảm ơn anh, tôi về trước đây. Hồng gật đầu, bàn giao lại giấy tờ cho Đăng rồi nhanh chóng trở về. Pebin giờ này chắc đang mong cô lắm rồi đây. Và nhân viên bước ra khỏi phòng họp, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi. Thịnh ở lại trong phòng họp, chống tay xuống bàn. Anh nới lỏng cái cà vạt cho giấy tờ. Mấy ngày nay cứ liên tục diễn ra những cuộc họp dài như vậy. Bộ máy của công ty cũng được thay máu lại. Có nhiều thứ phải làm sau khi anh vừa nhận chức giám đốc. Điều đó khiến anh dường như kiệt sức. Trang cầm một cốc nước xê sủi hòa tan đặt lên bàn. Về thôi, muộn rồi đấy. Trang luôn làm quá trách nhiệm của một cô thư ký. Thịnh luôn quan niệm rằng ai thì hãy làm đúng việc của người đó, nhưng Trang thì không. Cô thậm chí còn chăm sóc anh cẩn thận hơn cả mẹ anh. Thịnh cầm lấy cốc nước gật đầu với cô. Trang nhất định chờ cho đến khi anh uống hết cốc xê sủi thì mới rời đi. Thịnh nhún vai. Anh tháo cả vạt ra, bỏ vào trong túi sách. Cũng đã đến lúc về nhà rồi. Sau cả tháng làm việc như trâu bò, anh quyết định tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn vào ngày cuối tuần. Hồng đi bộ đến trường mầm non. Cô mới chuyển về khu này ở chưa đầy một tháng. Còn khá nhiều thứ lạ lẫm với cả cô và đứa nhỏ. Cô chọn làm việc tại quán trà cách đường không xa để tiện cho việc đón baby mỗi ngày. Sau đó hai mẹ con sẽ bắt xe buýt để trở về căn nhà nhỏ mà cô thuê được ở khá xa trung tâm với giá hời. Từ tiệm bánh trà đến trường mầm non còn phải đi qua một tòa nhà văn phòng trông khá là xịn. Đó cũng là nơi mà cô từng mơ ước được vào làm việc, công ty thời trang GM. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước và cũng là quá khứ. Hiện tại cô không có thời gian cho những thứ như là ước mơ. Cô cần công việc, cần tiền, cần trang trải cho cuộc sống của mình và thêm một đứa nhỏ. Chỉ như vậy thôi là đã rất khó khăn rồi. Cô
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì đối với những người không có giá trị, hay là bản thân họ không có cái gì đó để lấy ra làm tiêu chuẩn thước đo, ví dụ như bằng cấp hay địa vị. Hồng ngước lên nhìn tòa nhà cao ngất, xung quanh là những tấm kính, phản chiếu lại ánh nắng gay gắt cuối cùng của buổi chiều. Cô nheo mắt, chẹp miệng một cái, chợt nhớ ra bé Bin còn đang đợi ở trường, nên phải nhanh chóng rời đi. Thịnh vừa bước xuống sảnh lớn của công ty GM, cả tháng trời vùi đầu vào công việc, dường như anh ăn ngủ luôn ở công ty, số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Thịnh hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực. Cuối cùng anh cũng có được một chút tự do. Tiêu chuẩn của anh rất rõ ràng, dù làm việc gì, bận bịu đến mức nào cũng phải dành thời gian cho bản thân mình. Đó là điều mà người tình đầu tiên đã dạy cho anh, cũng là điều mà anh luôn ghi nhớ. Nhớ đến cô, đột nhiên anh lại cảm thấy đau lòng. Cô đã bỏ đi từ 5 năm trước, không để lại một lời chào tạm biệt hay một tin tức gì. Anh đã tìm cô, nhưng không thể nào tìm được. Cô thật sự biến mất không một dấu vết, xóa sạch mọi thứ liên quan đến bản thân, cứ như là đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Thịnh thở dài, anh bước ra khỏi công ty. Bóng dáng của Hồng vụt qua trước mặt anh, người phụ nữ mà anh đã tìm kiếm suốt 5 năm. Thịnh sốt sắng, anh muốn biết đó có đúng là cô hay không. Thịnh chạy vụt lên phía trước, vừa chạy vừa gọi to tên cô. Hồng! Cô giật mình ngoái lại phía sau, nheo mắt nhìn xem đó là ai. Thịnh dần xuất hiện trong đám người đông đúc trên vỉa hè, anh đang đuổi theo cô. Hồng hoảng hốt nhận ra Thịnh, cô vội vàng bỏ chạy. Hồng, có đúng là em không? Mau đứng lại cho anh. Thịnh gào lên vì cô đã bỏ chạy, nên anh dám chắc 90% rằng đó chính là cô. Anh phải chặn được cô lại. Những thắc mắc trong anh suốt 5 năm qua chất chồng lên như một quyển tiểu thuyết dài cộp. Anh phải hỏi cô cho ra nhẽ. Thịnh chạy vượt lên, không quan tâm rằng anh đã va vào bao nhiêu người. Hồng cắm đầu cắm cổ, tìm mọi cách để trốn tránh. Cô nhìn thấy vạch sang đường, còn đèn thì sắp chuyển sang màu xanh. Nếu cô chạy đủ nhanh, nếu cô sang đường kịp, Thịnh sẽ không thể bắt được cô. Hồng đổi hướng rẽ sang phải, thầm nghĩ sau lần này nhất định lại phải chuyển nhà. Cô vừa lo lắng vừa bực bội. Có lẽ Thịnh đã tìm cô rất nhiều lần, đó cũng là lý do cô liên tục phải chuyển nhà. Hồng đứng ở vạch sang đường, ngoái đầu lại một lần nữa để kiểm tra. Thịnh đã đuổi sát sau lưng cô, gần tới nỗi anh chỉ vươn tay ra là có thể chạm được vào cô. Hồng không thể chờ được nữa, dù đèn đã chuyển sang xanh rồi. Hồng bước xuống khỏi vỉa hè. Khoan đã. Thịnh vươn tay ra, muốn túm lấy áo cô, nhưng cô đã bước xuống và thoát khỏi tầm tay anh. Mái tóc dài của cô sượt nhẹ qua ngón tay, một cảm giác gai sống lưng chạy dọc cơ thể Thịnh. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, kèm theo tiếng phanh gấp chát chúa khiến cho tai của ai cũng nhói lên, cùng với cảm giác như con quái vật khổng lồ kia đã nghiền nát một ai đó. Thịnh bàng hoàng khi chính mắt anh nhìn thấy Hồng bị một chiếc xe tải tông thẳng vào người. Cô nằm yên lặng trên đất, máu chảy lênh láng xung quanh, toàn thân đau đớn vỡ nát. Cô thậm chí không thể thở được. Mái tóc ướt nhẹp bết dính xuống mặt đường nhựa. Người ta bu kín hiện trường tai nạn lại, khiến cho Thịnh khó khăn lắm mới có thể chen vào. Hồng tỉnh lại đã là một thời gian khá dài sau đó. Trước mắt cô là một màu trắng, tường trắng, trần nhà trắng, ngay cả cái điều hòa cũng trắng nốt. Tiếng bíp bíp kêu vang lên bên tai khiến cô thấy khó chịu. Hồng khó khăn quay sang bên phải, nhìn thấy chiếc máy đo nhịp tim đang chạy đều đều. Cô nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra mình đang bị bó bột toàn thân. Và kinh khủng hơn thế, đầu cô đã bị cạo chọc lốc, băng bó kín như bưng. Chuyện gì đã xảy ra thế này, ai đó có thể nói cho cô biết được không? Thịnh bước vào phòng bệnh, anh sửng sốt khi thấy Hồng đã tỉnh lại. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh giường. Em tỉnh rồi đấy à, em có nhận ra anh không? Thịnh hôi tay trước mặt cô, chố mắt lên, giơ bàn tay xòe ra 5 ngón và hỏi. Mấy ngón tay đây? Hồng nhíu mày, cảm thấy hình như người đàn ông này bị điên. 5 ngón, cô trả lời theo phép lịch sự. Cô ráo rác nhìn xung quanh, không thấy bố mẹ đâu. Trông cô thể tàn tạ thế này, cô đoán rằng mình đã bị tai nạn, và đây có lẽ là bệnh viện.
Đột nhiên Hồng cảm thấy cuộc đời mình quá thê thảm. Vừa thi đỗ đại học xong, tương lai rộng mở, cô có cơ hội trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thế nhưng đùng một cái lại phải nằm đây. Sau này không biết tay có thể dùng được mà vé hay không. Bố mẹ tôi đâu? Anh là ai? Thịnh đang vui sướng vì nghĩ rằng Hồng chưa bị mất nhận thức. Nhưng khi nghe câu hỏi này, anh mới ngớ người. Cô không nhớ ra anh. Anh là Thịnh đây mà. Thịnh là ai? Hồng nhăn mặt hỏi lại. Thịnh cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này bé Bin được một cô y tá dắt về. Thằng bé lao vào phòng, hớn hở nhảy lên giường khi thấy mẹ nó đã tỉnh. Nhưng trái với mong đợi của thằng bé, Hồng tỏ ra rất hờ hững với nó. Con nhà ai nữa đây? Tất cả mọi người đều sững sờ, cả bé Bin cũng bị bất ngờ. Thằng nhỏ bĩu môi mếu máo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và cái lắc đầu của Thịnh thì nó ngay lập tức nín mặt. Bin là cậu bé thông minh, nó cũng nhận ra được mẹ nó đang ốm. Thằng bé treo xuống giường chạy ra phía sau Thịnh và nắm lấy tay anh. Thằng bé là con em, còn anh là chồng của em. Hồng trố mắt ra ngạc nhiên. Chồng cơ, con nữa, chuyện gì đang xảy ra nữa đây? Không chỉ Hồng mà ngay cả Thịnh cũng bị bất ngờ trước phản ứng của cô. Có vẻ như cô không nhớ gì từ sau vụ tai nạn. Bác sĩ đã nói với anh rằng cô bị chấn thương não khá nặng. Người ta thường quên đi những ký ức đau buồn khi gặp phải một chấn thương nào đó. Có lẽ Hồng cũng vậy. Cô đã xóa sạch tất cả những nỗi đau mà một mình cô phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Thịnh đặt tay lên vai cô. Anh không muốn cô phải hoảng loạn vì việc này. Những chuyện đến với cô đều là do anh. Anh phải là người có trách nhiệm. Đừng lo lắng, để anh gọi bác sĩ đến. Thịnh nhấn chuông cạnh đầu giường. Tiếng chuông réo rắt vang lên khiến Hồng nhức đầu. Cô không hỏi gì nữa. Với tình trạng này của mình, tốt nhất là cô nên để bác sĩ chẩn đoán thì hơn. Bé Bin đứng bên cạnh giường nhìn cô chằm chằm. Hồng đọc được trong mắt nó khát khao và mong muốn được ở cạnh mình. Dù không còn nhớ gì, không biết đứa bé này là ai, nhưng nhìn nó như vậy thật đáng thương. Lại đây. Hồng vẫy tay với nó. Thằng bé hớn hở nhào vào lòng mẹ. Suốt cả tuần qua nó đã mong chờ mẹ tỉnh dậy và chơi với mình. Ôm ấp mình bao nhiêu lần như mẹ đã làm. Để cho mẹ con nghỉ ngơi đi. Thịnh níu lấy tay bé Bin. Thằng bé quay lại nhìn anh trông khá ấm ức. Không sao, con đến đây. Hồng đưa tay ra. Bé Bin gạt tay Thịnh ra để chạy về phía Hồng. Con nhớ mẹ lắm ấy. Mẹ cứ ngủ mãi mà không chịu dậy chơi với con gì cả. Chú kia nói mẹ có thể sẽ ngủ mãi như thế, làm con sợ hết hồn. Bé Bin hậm hực. Thằng bé thì thào với cô, rồi lén lút nhìn phía Thịnh. Trông nó có vẻ như sợ Thịnh lắm. Hồng nhíu mày. Trẻ con không biết nói dối. Nếu như người đàn ông này nói anh ta là chồng mình và đây là con mình, vậy thì tại sao thằng bé không gọi anh ta là bố? Hồng nhăn trán. Mới chỉ hơi suy nghĩ một chút đã khiến cô đau đầu nhức óc, như có kim đâm rồi. Đúng lúc này vài vị bác sĩ bước vào. Y tá đi phía sau họ còn đẩy theo một xe thuốc. Hồng còn muốn hỏi bé Bin nhiều thứ nữa nhưng cô không có thời gian. Thịnh kéo bé Bin ra và giao nó cho một cô y tá. Con chơi với cô y tá kia một lúc nhé, để các bác sĩ khám cho mẹ. Bé Bin ngậm ngùi gật đầu và ra khỏi phòng bệnh. Hồng cứ mãi nhìn theo nó, không để ý rằng các bác sĩ đang hỏi thăm cô điều gì. Cô Hồng. Hồng vẫn ngây ra. Những suy nghĩ về chuyện đang xảy ra lúc này quẩn quanh đầu cô, kéo tâm trí của cô lên mây. Có gì đó không ổn. Không phải chỉ vì cô đã mất trí nhớ. Cô Hồng. Bác sĩ gọi to hơn. Một vài người hua tay trước mặt cô. Hồng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình. Thịnh đứng ngay bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng. Không hiểu sao cô cứ thấy anh ta thật giả tạo. Cô tên là gì? Vị bác sĩ cất tiếng hỏi. Hồng. Không phải ông cũng vừa gọi tên tôi như vậy sao? Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 18. Hồng đáp lại ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó cô chợt suy nghĩ lại. Cô bao nhiêu tuổi? Nếu như cô thật sự mất trí nhớ và đã có một đứa con khoảng 5 tuổi, vậy thì có lẽ là cô đã già hơn thế. Các bác sĩ hỏi cô thêm vài câu nữa, rồi quay lại bàn bạc với nhau khá lâu. Thịnh bước đến nắm lấy tay cô. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Hồng e dè rụt tay về. Thịnh nhận ra là cô không hề tin tưởng mình. Anh đành thu tay lại, lén thở ra một hơi dài. Tôi không sợ, anh không phải lo cho tôi. Hồng nghĩ rằng mình có vài chuyện cần phải hỏi.
nhưng chắc chắn cô không thể hỏi người đàn ông này được. Anh ta rốt cuộc là ai? Hiện tại chỉ có một người mà cô có thể hỏi được, đó là đứa bé kia. Tôi muốn gặp bé con kia. Con của tôi, anh cho tôi gặp nó được không? Được chứ, để bác sĩ khám xong anh sẽ đưa con vào với em. Hồng gật đầu, nằm xuống giường, mấy cô y tá làm việc xung quanh cô, thay băng và lau rửa cơ thể cho cô. Cho đến khi xong việc thì Hồng đã ngủ thiếp đi. Đã một tuần liền đang không thấy Hồng đến làm việc, anh cũng không thể liên lạc được cho cô. Điện thoại luôn báo không thể kết nối được, đến nhà thì đóng cửa, thậm chí gọi cửa cũng không ai nghe. Anh không muốn báo cảnh sát, anh có lý do riêng để âm thầm tìm kiếm cô, đang muốn giấu giếm cô khỏi một người. Nhưng hiện tại cô đã biến mất, anh sợ rằng cô đã bị người đó bắt đi. Đang đứng trước trường mẫu giáo của bé Bin, thập thò trước cửa, cô giáo phát hiện ra có một người đàn ông lạ mặt ở ngoài thì vội chạy ra. Xin chào, anh muốn tìm ai? Trà lên tiếng hỏi, chắn trước mặt không để cho Đăng nhìn vào trong lớp học. À, tôi là Đăng, hàng xóm của cháu Bin. Cho tôi hỏi là cháu Bin có ở lớp không ạ? Cô giáo Trà lắc đầu. Không, cả tuần nay bé không đi học. Mẹ của bé đã nhắn tin cho tôi xin nghỉ dài hạn. Hình như là đi du lịch rồi thì phải. Du lịch ý ạ? Đăng ngạc nhiên. Hồng làm gì có tiền mà đi du lịch cơ chứ. Hơn nữa anh không thể liên lạc được với cô. Sao cô giáo lại nhận được tin nhắn của cô? Đăng hoảng lên, anh chạy về khu nhà của cô. Bà chủ nhà đang dọn dẹp căn phòng để chuẩn bị cho người khác thuê. Đăng nhận ra có điều không ổn, anh túm lấy tay bà chủ nhà kéo ra mở góc. Chuyện gì đấy? Cô gái ở đây đi đâu rồi? À, cậu đây rồi. Tôi đã đi tìm cậu mà không thấy đâu. Bà chủ nhà mừng húm cười với anh. Tóm lại là có chuyện gì? Mấy hôm trước đã có người đến đây trả tiền nhà và hủy hợp đồng thuê của cô Hồng. Anh ta nói rằng cô Hồng về nhà rồi. Anh ta là ai? Đang ngờ vực. Đúng như anh nghĩ, kẻ đó đã đưa cô đi rồi. Bà chủ nhà trọ cầm cái chổi lên đỉnh quét tiếp thì Đang đã túm tay và giả bộ cười nhăn nhở. Khoan đã, nếu có người trả tiền rồi, vậy thì số tiền mà tôi đã trả cho cô ấy cũng phải được lấy lại chứ. Bà chủ nhà trọ tưởng là sẽ thoát được, nhưng không ngờ Đang lại nhớ ra như vậy. Bà ta hậm hực lấy phong bì tiền trong túi ra, dúng vào tay anh cũng cười già lả. Cậu không nhắc tôi suýt quên đấy, của cậu đấy. Đang cầm tiền rồi vội vàng rời đi. Thịnh ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh, anh xoa đầu bé Bin vỗ về nó. Nghe này, mẹ của con bị ốm, vì thế nên mẹ con không nhớ được gì về chúng ta nữa. Bé Bin gật đầu bĩu môi. Nghĩa là mẹ không biết cháu là ai nữa hả? Ừ, đúng vậy. Con đừng buồn quá nhá, giờ mẹ cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Cả hai chúng ta sẽ giúp mẹ. Tại sao lại hai chúng ta? Chú đâu phải bố cháu đâu. Thỉnh đưa mắt liếc nhìn về phía Hồng, xác định cô vẫn đang ngủ say thì mới thở vào. Bố là bố của con mà. Mẹ đã không nói điều này với con, vì bố mẹ đã cãi nhau và mẹ con bỏ đi. Bố không biết chuyện này. Bố xin lỗi Bin, từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? Bé Bin lại gật đầu. Với một đứa trẻ, đây có thể là chuyện lớn, nhưng vì sống độc lập từ nhỏ, thằng bé rất hiểu chuyện. Nó biết nên làm gì và không nên làm gì để mẹ đỡ phiền lòng. Nếu cháu gọi chú là bố, nếu chúng ta sống cùng nhau, mẹ sẽ không vất vả nữa, đúng không ạ? À? Đúng vậy. Thịnh khá bất ngờ trước vẻ già đời của thằng bé. Anh thầm đoán được rằng cả hai mẹ con đã từng khổ sở thế nào, cuộc sống phải thiếu thốn đến mức nào mới biến một đứa trẻ con thành một ông cụ non như vậy. Vậy thì con sẽ không nói gì với mẹ, bố nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt đấy nhé. Hai chúng ta sẽ yêu thương mẹ con thật nhiều, bố cũng sẽ yêu thương con thật nhiều. Thịnh ôm lấy thằng nhỏ và lòng xoa đầu nó. Thằng bé ngồi gọn trong lòng Thịnh, bóc gói thạch gian. Đột nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó, nó ngước lên hỏi nhỏ. Ê, con có được đi học không? Con nhớ cô với các bạn lắm. Thịnh suýt nữa thì quên mất chuyện này. Vì Hồng gặp tai nạn, anh đã luôn phải ở cạnh chăm sóc cô. Thậm chí công việc cũng chuyển về phòng bệnh và thường xuyên họp cô ghét cam. Anh đã xin nghỉ cho thằng bé để có thể tiện trông nom cả hai mẹ con. Được chứ, khi nào mà mẹ con xuất viện, bố sẽ đưa con đến trường. Hiện giờ bố rất bận, cần về đây với mẹ, không thể đưa con đi học được. Con chịu khó chờ một thời gian nữa nhé. Bé Bin ngúng nguẩy, vừa ăn thạch,
vừa vui vẻ đồng ý. Có lẽ nó đã cởi bỏ được những thắc mắc của mình nên cảm thấy rất vui. Thịnh cũng có cảm giác lạ lẫm. Mặc dù Hồng bị tai nạn và mất trí nhớ, nhưng nhờ thế mà anh tìm được cô, còn được làm bố, và giờ có thể tạm thời làm chồng cô cho đến khi giải quyết được hết những khúc mắc của cả hai. Vị trí chồng hờ này cũng không tệ lắm. Còn chú Đăng nữa đấy, lúc đến đây con chưa chào chú ấy, chắc chú lo lắm. Thằng bé lại hỏi, nhưng câu hỏi lần này khó trả lời hơn những câu trước rất nhiều. Đăng, anh ta là ai? Thịnh rất muốn hỏi về bé Bin rằng Đăng là ai, nhưng anh thì không muốn làm nó sợ. Vẻ mặt căng thẳng hiện giờ của anh khiến ai dè. Chú Đăng là ai vậy? Con có thể kể về chú ấy cho bố được không? Thằng bé liếc nhìn anh một cái rồi chần chừ, như thể nó đã nghĩ xong, cuối cùng cũng trả lời lại. Chú hàng xóm là con ấy, chú tốt lắm. Thịnh ngờ vực, tại sao một người đàn ông lạ lại đối tốt với người khác như vậy? Anh ta có ý đồ gì đây? Anh phải giữ cho thằng bé Bin và Hồng tránh xa ra khỏi anh ta. Thịnh vỗ lưng thằng bé. Được rồi, con có muốn chuyển đến nhà bố ở không? Cả nhà mình sẽ sống cùng nhau. Thằng bé im lặng, nó lại liếc nhìn về phía Hồng. Thịnh có thể hiểu rằng thằng bé rất muốn có một gia đình, nhưng sợ Hồng không cho phép, anh an ủi nó. Về nhà bố thì sẽ tiện chăm sóc mẹ con hơn, mẹ sẽ mau khỏi bệnh hơn đấy. Thật không ạ? Thịnh gật đầu, anh không hề lừa thằng bé. Nhà anh đương nhiên là đầy đủ về vật chất và tiện nghi hơn để cô dưỡng bệnh rồi. Hơn nữa cô còn có thể tránh xa khỏi tên Đăng kia. Bé Bin gật đầu lia lịa, ra vẻ sung sướng lắm. Nó mong mẹ mau tỉnh lại để được về nhà bố ở. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Thịnh giật mình ngẩng đầu lên, thắc mắc rằng sao lại có người đến vào giờ này. Chàng đứng trước cửa phòng bệnh, giơ tập tài liệu lên. Em đưa cái này đến cho anh. Thịnh buông bé Bin ra, vội vàng đi về phía Trang, đẩy cô ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại. Anh tỏ rõ thái độ không muốn cho cô tham gia vào chuyện của mình. Em đến đây làm gì? Thì em đến đưa cái này cho anh mà. Trang giơ cái tập tài liệu lên. Cô ta nghiêng người ngó vào trong. Thịnh nhích người lên che hết tầm nhìn của cô ta. Trang cúi đầu khẽ bĩu môi một cái rồi rũ người xuống. Mục đích cô ta đến chỉ là để xem Hồng là ai. Vất vả suốt 5 năm chưa một lần nào chiếm được sự chú ý của Thịnh. Vậy mà chỉ trong nháy mắt anh đã ở cạnh người khác, thật là không can tâm. Đừng quên anh sắp phải đi công tác đấy nhá. Hủy luôn đi. Thịnh nhanh chóng cắt lời. Hiện tại anh ta có chuyện quan trọng hơn là những buổi công tác dai dẳng mà nhàm chán. Chàng cao có cuống lên. Nhưng mà đó là buổi họp quan trọng. Anh quên là vốn của công ty sẽ phụ thuộc vào nó à? Vậy thì em sẽ đi cùng Dũng, vào giám đốc của công ty. Anh thật sự không thể đi được. Chàng hậm hực, cô ta tỏ ra khó chịu. Nhưng mà em không muốn đi cùng với anh ta. Đây là công việc, không có chuyện tình cảm riêng tư. Thịnh lặn lùng cắt lời. Trang bị chặn họng thì bực lắm. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy khiêu khích. Vậy thế còn anh thì sao? Thịnh ngớ người ra. Đúng là anh đang bỏ bê công việc vì chuyện riêng của mình. Anh không cãi được. Thịnh đành cãi cùn. Lần đầu tiên sử dụng quyền hạn của mình để làm việc xấu. Anh là giám đốc. Thịnh nói xong thì cầm lấy tập tài liệu trên tay Trang, mở cửa ra và chui vào trong phòng, trông khá là hèn. Trang bực bội và mức, cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn chăm chăm vào tờ giấy thông báo tên bệnh nhân Vũ Nguyệt Hồng. Lại là cái tên này, tại sao cô ta cứ luôn quanh quẩn ở cạnh Thịnh như vậy? Hồng tỉnh lại khi đã chiều muộn, cô thấy Thịnh và bé Bin đang hào hứng ở cạnh mình. Sắp xếp đồ đạc và bỏ vào trong một cái vali. Ống truyền trên tay cô đã được rút ra. Vết kim đâm nhói lên dù đã được bịt lại. Mọi người đi đâu đấy? Hồng hỏi với giọng hoang mang. Con với bố đang xếp đồ để về nhà đấy mẹ. Chúng ta sẽ được về nhà bây giờ. Bé Bin chưa nói hết câu thì Thịnh đã nhanh chóng bịt mồm nó lại. Anh nháy mắt với nó. Chúng ta sẽ về nhà, nằm viện không thoải mái. Bé Bin ngậm ngùi gật đầu khi lỡ lời nói ra vài điều mà bố đã dặn là không được nói. Nhưng Hồng luôn nhanh nhạy với những sơ hở đó. Cô giữ lại tất cả trong lòng và sẽ tự mình tìm hiểu về chúng. Cô luôn có cảm giác không đáng tin đối với Thịnh, dù cũng là hai người lạ đối với cô. Hai người chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô, nhưng cô có xu hướng tin vào Baby hơn là Thịnh. Thịnh đỡ cô xuống khỏi giường, thậm chí còn định bế cô ra xe nhưng cô đã từ chối.
Như thế trông thật là ngu chết đi được ấy. Chứ chẳng hề lãng mạn một chút nào. Cô bị thương ở đầu, gãy tay nhưng không gãy chân. Vậy thì vẫn có thể tự đi. Hai mẹ con ở đây, đợi anh ra lấy xe nhé. Hồng gật đầu, cô nắm tay bé Bin. Bé Bin cũng siết chặt tay cô. Nó cảm thấy mẹ nó đang sợ hãi và lo lắng, nên nó muốn nắm tay cô để trấn an. Một người đàn ông chạy vụt qua, gương mặt anh ta lo lắng hớt hải. Ơ, chú Đăng kìa. Bé Bin níu tay cô, chỉ về phía người đàn ông tên Đăng kia. Hồng ngoái lại nhìn anh ta. Gương mặt anh ta thật kỳ lạ, nó khiến cô có cảm giác lạ lùng nhưng cũng quen thuộc. Anh ta là ai vậy? Hồng nghiêng đầu suy nghĩ. Có vẻ như bé Bin biết người này. Cô có thể hỏi nó, nhưng không phải bây giờ, bởi vì xe của Thịnh đã đỗ lại trước cửa bệnh viện rồi. Đang chạy thẳng vào quầy lễ tân, anh không có tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện xung quanh. Mấy ngày tìm kiếm cô đến mức gần như là tung cả thành phố lên, cuối cùng cũng nhận được tin cô bị tai nạn. Anh chạy vội đến viện, anh nghĩ rằng mình cần phải nhanh chân lên trước khi bị người khác tìm ra cô. Cho tôi hỏi bệnh nhân Vũ Nguyệt Hồng nằm ở phòng nào, cô bị tai nạn ô tô cách đây khoảng một tuần. Anh chờ một chút. Y tá quầy cúi xuống kiểm tra sổ bệnh nhân. Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân? Tôi là anh trai của cô ấy. Đang nghĩ một hồi, quyết định chọn một vai vế nào đó nhẹ nhàng và dễ chấp nhận. Cô y tá gật đầu, tra sổ một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh tiếc nuối. Xin lỗi anh, cô ấy vừa ra viện lúc chiều rồi. Ai đưa cô về vậy ạ? Chồng cô ấy. Đang bần thần một lúc lâu. Chồng cô ấy? Cô làm gì có chồng? Cô chỉ là mẹ đơn thân, một mình nuôi một đứa con, lấy đâu ra chồng nữa. Liệu có phải người đó đã tìm thấy cô ấy không? Đang vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi bệnh viện. Thịnh sắp xếp chỗ cho Hồng, cất quần áo của cô và của bé Bin vào tủ. Anh để Hồng nằm trên giường, gém chăn cẩn thận lại cho cô. Anh cúi người hôn lên trán cô một cái. Em nghỉ ngơi đi nhé, anh sang phòng bên làm việc đấy. Hồng gật đầu. Đợi Thịnh đi rồi, cô nhảy bật xuống giường. Vì động tác quá nhanh nên cô hơi choáng váng một chút. Hồng đi quanh phòng dò xét. Thịnh nói cô là vợ anh, tức là từng sống cùng với anh, cùng ở lại trong căn phòng này. Nhưng cô lại chẳng có chút ký ức gì về nó. Hồng đang cố gắng tìm kiếm xem có chút gì đó liên quan đến mình hay là gợi nhớ ký ức của mình hay không, nhưng chẳng có gì cả. Baby ngồi yên trên ghế sofa, nhìn theo hành động kỳ lạ của mẹ mình. Mày đang tìm gì vậy? Hồng giật mình ngoái ra xa, nhận ra rằng trong phòng không phải chỉ có một mình. Cô lại gần đứa nhỏ, ngồi xuống cạnh nó. Bé Bin trèo vào lòng cô. Con tên gì? Con tên là Bin. Mẹ còn quên cả tên con luôn ấy à? Hồng gật đầu, biết rằng thằng nhỏ sẽ buồn lắm khi nghe được điều đó. Nhưng cô phải buộc làm gió mọi chuyện nếu không muốn bị lừa. Không sao, bố nói cứ từ từ là mẹ sẽ nhớ lại thôi. Con có thể kể lại những chuyện trước đây cho mẹ nghe được không? Bé Bin gật gù, nó thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện trước đây cho cô nghe. Nhưng tất cả đều là lời của Thịnh, vì vậy Hồng không thể biết được trước đây mình thật sự sống như thế nào. Thế mẹ không đi làm? Có, mẹ làm ở tiệm bánh. Thịnh đã quên không dặn bé Bin điều này. Nó suy nghĩ một chút rồi quyết định kể thật. Chú Đăng cũng làm việc ở đấy đấy mẹ. Chú Đăng là ai vậy con? Hồng bắt được câu trả lời của thằng bé, hỏi về người đàn ông vừa lạ vừa quen mà cô gặp ở bệnh viện. Chú hàng xóm nhà mình ấy. Chú tốt lắm, thi thoảng chú đi đón con từ trường về, xong còn cho con ăn bánh ngon hơn là ngon. Hồng nhớ mày, Thịnh không hề nhắc gì về người này, nhưng cũng có thể là vì cô không kể với anh. Nhớ như là cô có một mối tình ngoài luồng thì sao? Hồng cố suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cô không thể chắc chắn được vì cô còn chẳng nhớ gì nữa. Thật là mệt mỏi. Nhưng có một điều mà cô buộc phải làm. Cô phải đi tìm người đàn ông tên là Đăng kia. Hồng ngồi trên giường, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào để đi ra ngoài. Bé Bin đã ngủ say tít từ lâu, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay cô. Hồng nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra. Cô bước khỏi giường và đi về phía cửa. Nhưng cửa không mở được, dường như nó đã bị ai đó khóa từ bên ngoài. Hồng nghĩ rằng cửa bị kẹt. Cô lắc mạnh tay nắm cửa để kéo nó ra, nhưng không kéo được. Cửa chắc chắn đã bị khóa. Hồng ngoái đầu lại nhìn xung quanh. Căn phòng không có cửa sổ,
lại còn bị bịt kín mít. Cô hốt hoảng đập mạnh cửa, sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lên lý trí của cô. Hồng đập cửa như có thể sắp chết đến nơi, thậm chí còn lấy hết sức để xô vào cửa, nhưng cánh cửa to lớn thì chẳng hề suy chuyển. Cô phải gọi người đàn ông kia. Hồng chợt nhớ ra rằng cô còn không biết tên anh ta là gì, người mà đã nhận là chồng cô. Này, anh gì ơi, anh mở cửa cho tôi với. Hồng hét lên. Phòng được cách âm khá tốt nên chẳng có tiếng động nào lọt được ra ngoài. Hồng hoảng sợ, cô bắt đầu cảm thấy khó thở và chóng mặt. Chứng sợ không gian hẹp khiến cô hoảng loạn, đập cửa mạnh hơn, đến mức hai bàn tay đỏ bừng cả lên. Mở cửa hả? Pepin tỉnh dậy thấy mẹ như vậy, cũng hoảng sợ và gào khóc. Ở phòng bên cạnh, Thịnh đang họp với một vài vị khách qua camera. Anh nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ phòng ngủ của mình. Thịnh vội vàng tắt cam và chạy sang kiểm tra. Mở cửa ra, anh thấy Hồng đang gào loạn lên, nước mắt giàn giụa. Cô kiệt sức và ngã vào lòng anh. Em sao vậy, Hồng? Thịnh lau nước mắt trên mặt cô, dìu cô về giường, xoa lưng cho cô, giúp cô hít thử đều lại như bình thường. Hồng dứt khỏi cơn hoảng loạn, ngay lập tức cảm thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ bị mắc chứng sợ không gian hẹp. Tại sao vừa rồi lại như vậy? Hoặc giả trong phần quá khứ cô bị bỏ quên, có một chuyện gì đã xảy ra khiến cô bị ám ảnh tâm lý. Tôi không biết nữa. Chỉ là phòng không có cửa sổ, cửa lại bị khóa nên tôi sợ. Thịnh nhăn trán, chính anh cũng không biết việc này. Trước đây Hồng là một cô gái lạc quan, vô tư và gần như chẳng sợ hãi điều gì. Chuyện gì đã khiến cô trở nên như vậy chứ? Thịnh vuốt tóc cô. Pepin thấy mẹ đã bình thường trở lại thì cũng thôi khóc. Thịnh vươn tay ra đón lấy nó để nó ngồi trong lòng mình. Đừng sợ, chỉ là cửa bị kẹt thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hồng không tin anh ta. Cửa không hề kẹt, cô đã dùng hết sức để đẩy nó. Nếu như chỉ kẹt thôi thì tại sao cô đã đập, đẩy, phá như vậy mà vẫn không mở được? Còn anh ta chỉ cần xoay nắm cửa một cái là đã có thể mở ra. Cô không nói gì với Thịnh. Hồng quyết tâm giữ lại tất cả cho riêng mình. Bởi không tin anh ta, cô chẳng có thể nói gì hay hỏi anh ta điều gì hết. Cô nhất định phải hỏi về căn nhà này bằng cách nào đó. Bao giờ thì tôi được ra ngoài? Tôi muốn đi làm lại. Em còn đang bệnh mà. Việc làm sao? Em có thể nghỉ, anh sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con. Hồng lắc đầu. Như thế đâu có được. Vậy thì em cũng phải tĩnh dưỡng đi đã. Khi nào khỏi hẳn rồi hãng tính, được không? Hồng gật đầu. Cô đành phải nhịn ý định đi tìm Đăng xuống, chờ một cơ hội khác tốt hơn. Nhưng ít nhất cô cũng phải được đi ra ngoài đã. Cô đã bị nhốt ở trong bốn bức tường quá lâu rồi. Chúng ta có thể đi ra ngoài vào hôm nay không? Hôm nay sao? Hồng gật đầu, tỏ ra buồn rầu và chán trường. Dù không biết Thịnh là người thế nào, nhưng cô biết rõ anh ta đang làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của cô và để cô ở nhà. Em ở nhà chán lắm rồi, cảm thấy bí bách quá. Bé Bin chắc cũng như vậy đấy. Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng nhé. Bé Bin thích chí nhảy cẫng lên. Hồng cười thầm khi đã đạt được mục đích của mình. Cô thậm chí có thể trốn đi ngay đêm nay. Trang ngồi trên máy bay vẫn hầm hực khi bị bắt đi công tác với Dũng. Hắn ta là một tên dê sồm khốn nạn, lại luôn muốn tán tỉnh cô. Thịnh thật quá đáng khi để cô đi cùng hắn. Anh gần như đã tuyên chiến với cô khi đưa ra quyết định như vậy. Nghĩ đến Hồng, người đang được cưng chiều và cung phụng, còn mình thì lại khổ sở như vậy, Trang không khỏi căm hận. Cô ta đã mất nhiều công sức để có thể tống khứ Hồng khỏi cuộc đời mình, nhưng cô cứ như một bóng ma dai dẳng vậy, đeo bám cô mãi không dứt. Trang uống hết hai chai nước, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Dũng đã đi đâu đó, anh ta không ngồi ở ghế, có lẽ là lên khoang hàng nhất tán tỉnh cô gái nào rồi cũng nên. Trang bĩu môi, bỏ tấm chăn xuống đi về phía nhà vệ sinh. Trang vừa đẩy cửa ra thì đã bị đẩy vào trong nhà vệ sinh. Trong không gian chật hẹp của phòng vệ sinh trên máy bay, Trang bị đẩy ép vào tường. Dũng đưa tay lên bịt chặt miệng cô ta, một tay túm lấy chân váy cô tốc lên, bàn tay chai sần quán lướt qua đùi cô khiến cô cảm thấy ghê tởm. Trang muốn hét lên nhưng hắn bịt chặt lấy miệng cô, thậm chí ngay cả thở cũng không được. Cô vươn tay ra phía cửa nhưng hắn đè hẳn lên người cô. Cô không thể với tay nắm, chân cô vung lên loạn xạ. Không ai nghe thấy
không ai biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà vệ sinh. Trang vừa hoảng sợ lại vừa uất ức. Cô không khóc được, không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Thịnh không yêu cô, Dũng cưỡng hiếp cô, cô còn lại cái gì đây? Thịnh đưa Hồng đến một nhà hàng ở cách nhà anh ta khá xa. Nó là một nhà hàng nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên vào 5 năm trước. Sau 5 năm, nơi này đã từ một quán ăn nhỏ xíu tầm thường trở thành một nhà hàng cao cấp. Còn anh, tuy rằng nó đã có thêm một đứa con trai, nhưng cô lại mất đi quá khứ. Còn anh thì lại đánh mất cô. Những chuyện này thật là một đống hỗn độn. Anh phải đi thu dọn đống hổ lốn mà chính mình bày ra. Nơi này em có cảm giác gì về nó không? Hồng nhìn xung quanh rồi nhún vai. Cô chẳng nhớ ra điều gì hết. Cả về cái nhà hàng sang trọng thế này, cả về Thịnh. Đến giờ cô vẫn chưa hỏi tên anh. Bé Bin chạy ra khu đồ ăn trẻ em, nhặt vài miếng gà chiên lên bỏ vào đĩa của mình. Hồng để ý thằng bé một chút, rồi quay lại với câu chuyện đang dang dở. Cô lắc đầu. Thịnh lé nút ra một tiếng thở dài. Anh hiểu rằng mọi thứ thì phải từ từ. Chưa kể, anh còn phải che giấu một chút chuyện xấu mà cô đã gặp phải. Anh chỉ muốn cô được vui vẻ. Nếu quá khứ là một mảnh khổ đau, vậy thì nhớ lại để làm gì đâu? Thịnh không hỏi cô gì nữa. Ngược lại, Hồng lại bắt đầu hỏi anh vài điều. Anh tên là gì? Thịnh. Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? 5 năm. Cô thắc mắc, nếu tình yêu của họ đủ nồng nàn đến thế, tại sao cô lại chẳng nhớ gì thế này? Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi em sẽ nhớ lại ngay thôi. Cho nên không cần phải lo lắng hay gấp gáp quá làm gì cả. Hồng gật đầu, cô chăm chú vào món ăn trên bàn. Mắt vẫn không quên để ý đến bé Bin đang lon ton ở quầy đồ cho trẻ em. Cô để ý thấy có một người đàn ông trẻ cứ đứng cạnh thằng bé nãy giờ. Anh thậm chí còn trò chuyện với thằng bé. Thịnh lên tiếng kéo lại sự chú ý của cô. Trông chúng ta cứ như là hẹn hò lại từ đầu ấy nhở. Hồng sặc miếng cơm. Cô hò sủ sụ, vươn tay ra định cầm lấy cốc nước, nhưng lại lỡ tay đụng trúng phải nó và khiến cho cái cốc đổ xuống. Nước đổ ào xuống chiếc váy cô đang mặc. Hồng luống cuống túm lấy mấy tờ giấy ăn lau váy mình. Cô đứng dậy hướng về phía nhà vệ sinh. Em đi rửa tay một chút. Để anh giúp em. Không cần đâu, em tự đi được. Anh để đến bé Bin đi. Hồng chỉ về phía thằng bé rồi cả nhắc đi về phía nhà vệ sinh. Thịnh ngoái đầu ra sau. Một bóng hình đập vào mắt khiến anh sửng sốt. Đó là Đăng. Chính là anh ta. Anh ta còn chuyện trò vui vẻ với thằng bé. Có lẽ Đăng chính là người mà thằng bé đã nhắc đến với anh. Thịnh vội vàng đi đến phía cu Bin, cầm tay thằng bé và kéo nó vào lòng mình. Tránh xa con tôi ra. Đăng và Thịnh hầm hầm nhìn nhau, ánh mắt như phát ra tia lửa điện, đủ để giết chết đối phương. Cô Bin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên đứng về phía ai. Ánh mắt nó trở nên sợ sệt và thằng bé hoàn toàn im lặng, cứ như thể nó dự đoán được rằng sắp có một trận giông bão xảy ra đến vậy. Đăng đặt cái đĩa đồ ăn xuống bàn, khoanh tay trước ngực và bắt đầu trả lời Thịnh. Cậu đã đưa cô đi đâu? Không phải việc của anh. Đúng như anh nghĩ, Thịnh đã tìm được Hồng. Có lẽ giờ cô đang ở cùng Thịnh, nhất định là ngay trong nhà hàng này. Anh phải đưa cô đi. Anh không muốn Hồng ở cùng Thịnh bất kỳ một giây phút nào. Đăng không nói gì. Anh nhìn quanh căn phòng, không thấy Hồng đâu. Đoán chừng cô đang trong nhà vệ sinh. Anh chuyển hướng, định đi về phía đó thì Thịnh giữ tay anh lại. Anh đi đâu? Đưa cô đi. Cô không được ở cùng cậu. Thịnh cáo giật Đăng về phía mình, xoay người ra đứng chắn ở cứng về nhà vệ sinh. Anh đã thả tay bé Bin ra. Thằng bé nhìn gương mặt giận dữ của anh thì cảm thấy sợ hãi. Nó lùi về sau mấy bước. Cả Thịnh và Đăng đều không để ý đến nó. Hai người còn đang bận hầm hè nhau. Tại sao cô lại không được ở cùng tôi? Anh là ai mà cấm đoán cả hai chúng tôi như thế? Đăng bật cười. Cậu không nhớ là cậu đã khiến cô khổ sở đến như thế nào sao? Vậy mà cậu còn tư cách nói ra câu đó à? Thịnh không trả lời. Đúng là anh đã khiến cô khổ sở. Anh để lạc mất cô vào thời điểm mà cô cần đến sự động viên và an ủi nhất. Khiến cô sống một mình lang bạt, không nơi nương tựa. Anh đã tìm thấy cô quá trễ. Nhưng hiện tại Hồng đã mất trí nhớ. Cứ như là ông trời đang giúp anh vậy. Cô không nhớ gì là được. Tôi sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Không khiến nhà anh phải lo hồi tôi. Lo cho cái thân anh trước đi. Đang nhớ mày.
anh không hề được biết là Hồng đã mất trí nhớ. Có lẽ là do di chứng của vụ tai nạn vừa rồi. Điều này khiến cho anh cảm thấy khó chịu, tức giận và thất vọng. Anh đã thề sẽ bảo vệ cô, thế nhưng lại không làm được. Năm đó khi cô rời khỏi đây, anh cũng điên cuồng đi tìm. Anh hận gia đình mình và đã hủy hoại cô như thế, thậm chí còn rời khỏi nhà. Bố anh không quan tâm lắm đến việc anh làm gì. Ông ấy vẫn khinh thường anh, bởi anh vốn chẳng bao giờ nghe lời ông. Tìm thấy cô trước cả Thịnh, anh cảm thấy mình thật may mắn. Anh muốn đưa cô đi thật xa, nhưng cô lại muốn ở lại thành phố này, muốn đứa bé có cơ hội sống tốt. Vì thế anh đã tận lực giúp cô che giấu thân phận để Thịnh không thể tìm ra cô. Thế nhưng dường như ông trời lại yêu ái Thịnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, đang nổi giận và túm lấy cổ áo Thịnh xách anh lên. Cậu vừa nói cái gì? Hồng không nhớ gì? Cậu đã khiến cô khổ sở như vậy rồi, giờ lại muốn làm gì cô ấy nữa? Thịnh bị nghẹt thở, bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo anh, siết chặt đến mức mấy đường gân trên tay như muốn vỡ ra. Thịnh đẩy tay Đăng ra nhưng không được. Anh vung tay lên, đấm vào mặt Đăng. Tất cả những người xung quanh đều bàng hoàng khi hai người đàn ông đang đánh nhau ở cạnh quầy thức ăn. Baby nhìn thấy vậy thì sợ hãi, nó bỏ đi tìm mẹ, dù chẳng biết là Hồng đang ở đâu. Quên đi là tốt cho cô ấy, Thịnh nói. Đăng ngã ra đất sau khi bị đấm. Anh ta lồm cồm bò dậy, vung một nắm đấm nữa vào mặt Thịnh. Cả hai đều rớm máu, không ở mũi thì ở khóe miệng. Những ánh nhìn hằn học như thể sắp bắn ra đạn vẫn chưa kết thúc. Nếu như có thể bắn ra đạn thật, có lẽ cả hai người đều đã sớm thủng lỗ chỗ. Mối bất hòa giữa hai người đáng ra phải thân thiết với nhau được xây dựng từ rất lâu. Từ lòng đố kỵ của Đăng đối với Thịnh, anh ta đã luôn ghen tị. Mặc dù là hai anh em, nhưng anh chẳng có gì, kể cả sự quan tâm, tin tưởng của bố hay là tình yêu của Hồng. Ngược lại, Thịnh có tất cả. Tai nạn xe vỡ cả đầu, toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặn, ngay cả con trai mình cũng không nhớ được. Thế mà cậu nói là tốt à? Cậu còn định lừa mình dối người đến khi nào đây hả Thịnh? Tôi không lừa cô ấy, tôi chỉ muốn cô được sống tốt hơn, bù đắp cho cô ấy thôi. Anh tốt nhất là đừng có xía vào. Thịnh vùi tay. Đúng lúc này Hồng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy mọi người đang bu lại ở quầy lấy thức ăn, còn Thịnh và một người đàn ông nào đó đang đứng đấy. Mặt hai người đều có vết xây xước hoặc bầm tím. Còn bé Bin thì đã biến mất chẳng thấy đâu. Chuyện gì đã xảy ra như vậy chứ? Một đứa nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được? Cô vội vàng chạy đến cầm lấy tay Thịnh. Thịnh nhìn cô đầy lo lắng như vậy, bèn cầm chặt lấy tay cô để trấn an. Sao vậy em? Bé Bin đâu? Em dặn anh trông thằng bé cơ mà. Thịnh vừa nói vừa ngoái ra nhìn đằng sau mình. Thằng bé ở ngay đây mà. Ui, đâu rồi? Anh tỏ ra lo lắng, dường như thằng bé đã đi lạc. Đứng được ra đấy làm gì? Anh mau đi tìm thằng bé đi chứ. Đang lên tiếng, anh chạy đến quầy lấy tên để báo cáo. Tiếng loa thông báo lập tức vang lên. Hồng lúc này không có tâm trí gì mà để nghĩ đến việc Đăng là ai, tại sao anh ta với Thịnh lại gây gổ với nhau. Hồng và Thịnh chia nhau ra tìm bé Bin. Ở khách sạn, một căn phòng nhỏ nhưng không đến mức quá tồi tàn. Trang đang ngồi trong bồn tắm. Cô ta xả nước nóng hết sức có thể, rồi cầm tấm bông đầy bọt xà phòng trà khắp người. Cô nghiến răng kỳ còn thật mạnh. Dấu vết bẩn thỉu của Dũng ở khắp nơi khiến cô ghê tởm. Tình khốn, đồ khốn nạn. Trang vừa cào khắp cơ thể vừa gào lên, nhưng việc đó cũng không khiến cô cảm thấy mình sạch sẽ hơn. Cả người cô đỏ bừng do nước quá nóng và đầy những vết xước. Hành động của cô càng ngày càng quá đà. Bọt xà phòng và nước nóng văng đầy ra sàn. Cô bật khóc, ném cái bông tắm vào trong bồn, gục mặt vào lòng bàn tay mình. Sao lại làm như thế với tôi? Chàng khóc nức nở cho đến khi mệt lả đi. Cô bước ra khỏi bồn, chầm mình một lúc dưới nước lạnh để xả sạch bọt xà phòng. Nước thay đổi đột ngột khiến cô tê liệt và chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Cô mặc áo bông tắm vào, bước ra ngoài, thả mình xuống giường. Tiếng gõ cửa vang lên, Trang nghĩ rằng đó là phục vụ phòng mang nước và đồ ăn tới. Lủi thủi đứng dậy và đi ra mở cửa. Dũng đang đứng trước cửa, trên tay cầm một cái túi gì đó. Trang sợ hãi lùi lại một bước, rồi giang tay đóng cửa thật mạnh. Dũng nhanh chân thò vào để giữ cửa, dù bị kèm đến đau điếng vẫn không dám kêu câu nào. Khoan đã.
Dũng mở cửa ra, chen người vào trong. Anh còn muốn gì nữa? Trang vớ lấy cái lọ hoa, chỉ về phía anh ta, đầy vẻ cảnh giác. Cút đi! Anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Trang nửa khóc nửa cười. Xin lỗi á? Anh hành hạ tôi, nhục mạ tôi cho đá đời, rồi nói một câu xin lỗi là xong à? Anh thật sự xin lỗi, anh đã không kiềm chế được. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì để em tha thứ cho anh. Trang còn nỉnh gào lên và chửi bới anh ta, thậm chí còn muốn dùng ngang chiếc lọ hoa này và đập vào đầu hắn. Nhưng cô đã kịp thời kìm lại. Sẽ không lợi dụng việc này nhỉ? Cái gì xảy ra mà chẳng có mục đích của nó? Nhờ việc này cô sẽ có một con chó chạy việc cho mình, giúp mình giành lại Thịnh, không phải sao? Anh có hứa không? Rằng anh sẽ làm tất cả mọi thứ. Có, hứa, bất kỳ việc gì. Trang nhếch môi cười. Cô nhất định phải đá được Hồng ra khỏi cuộc đời mình, cướp lại Thịnh về. Hồng chạy khắp khuôn viên nhà hàng, gọi khản cả cổ mà không thấy bé Bin đâu. Cuối cùng cô chạy lên tầng thượng, nơi có một cái vườn khá rộng và có một cái bể bơi ở giữa. Trên đó đang không được sử dụng vì còn đang trong quá trình tu sửa. Hồng nhìn thấy bé Bin ngồi thu lu một góc ở trên thành bể bơi, nhúng chân xuống nước. Cô vội vàng chạy đến chỗ thằng bé. Con sao vậy? Sao con lại trốn ở đây? Con sợ. Thằng bé run rẩy nói, nhào vào lòng cô và ôm ấp, tìm kiếm sự an toàn. Hồng vỗ về nó. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Mãi cô mới bật được ra từ này, cảm giác thật là lấm và gượng nghịu. Bố và chú đang đánh nhau, trông cả hai đáng sợ lắm mẹ. Thằng bé mách nhỏ, được nằm trong lòng mẹ, nó nghĩ rằng nó đã an toàn lắm rồi. Chẳng ai có thể làm hại đến nó nữa. Hồng vỗ nhảy lên lưng thằng bé thở dài. Hiềm khích của người lớn thì chỉ giỏi làm trẻ con bị tổn thương. Đúng là chẳng được cái tích sự gì. Không sao đâu. Mẹ đã xử lý hết bọn họ rồi. Chúng ta về nhà nhé. Chỉ có hai mẹ con mình thôi. Còn bố với chú Đăng thì sao? Dù sợ nhưng nó vẫn quan tâm đến hai người kia. Họ sẽ bị phạt vì quá hư. Cô búng nhảy vào mũi thằng bé. Cả hai mẹ con cùng phá lên cười. Hồng bẹo má bé Bin. Cô kéo nó đứng dậy, dắt nó đi xuống. Đúng lúc này cả Thịnh và Đăng đều lên đến nơi. Cô giật mình thấy hai người bất ngờ chạy vào và kêu lên tên mình. Hồng trượt chân ngã xuống bể bơi. Cô vùng vẫy dưới nước. Làm sao đây? Cô đã quên mất cách hít thở khi ở dưới nước mất rồi. Vậy liệu Hồng có tự cứu mình khỏi bị chết đuối? Hay là Đăng và Thịnh sẽ nhào xuống cứu cô? Việc này có gây ảnh hưởng gì đến trí nhớ của cô hay không? Còn Trang, cô sẽ lợi dụng Dũng để làm điều gì? Cô ta đã từng đuổi Hồng rời khỏi thành phố này. Về lẽ nào cô ta cũng liên quan đến những chuyện đau khổ trong quá khứ của Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai. Để nghe được sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Câu chuyện vừa rồi vừa được thực hiện bởi giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.